Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là mua bán điện thoại nha mọi người. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại luôn. Anh em nào có nhu cầu muốn mua thì liên hệ bên mình nha. Bên mình địa chỉ là số 28 xẹt 15 đường Nguyễn Tư Giản, phường 12 quận Gò Vấp nha. Số điện thoại với lại địa chỉ mình có để dưới phần mô tả của những video nha. Anh em muốn mua điện thoại hay là giao lưu trao đổi thì gọi đến số điện thoại của bên mình. Số điện thoại của bên mình là 0839 444 400 nha. Anh em có thể nhắn tin qua Zalo cũng được luôn. Thì hôm nay mình về máy, nói chung là mình có khá là nhiều máy phun bóc luôn nha, rất là nhiều máy phun bóc luôn. Tí nữa thì mình sẽ cuối video thì mình sẽ giới thiệu máy phun bóc cho mọi người nha. Rất là nhiều luôn nha. Còn bây giờ thì mình sẽ giới thiệu những cái máy này dưới này trước. Đầu tiên cái này là cây Galaxy S9 cộng nha, máy thì còn tình trạng là đẹp 99%. Con này là bản Mỹ nha, một sim, máy đẹp leng keng luôn nha mọi người, màn hình đẹp không ám ảnh nha. Con này một sim, con này thì bên mình bán với giá là 4.650.000 Galaxy S9 cộng nha. Và hôm nay mình cũng săn thêm được một cây S10 cộng luôn, cây này thì đẹp như mới luôn nha mọi người, đẹp 99% nha. Cây này là hàng chính hãng Samsung Việt Nam, vẫn còn bảo hành đến cuối tháng 2 2021 nha, còn bảo hành được mấy chục ngày nữa. Con này thì nguyên zin luôn. Bên mình bán cây này với giá là 8 triệu 350 ngàn nha. Galaxy S10 cộng, 2 sim 2 sóng. Máy cực kỳ hiếm nha. Cây này là cây Samsung A21s. A21s này thì bản RAM 6 nha. Con này bên mình bán với mức giá là 3 triệu 350 ngàn. Vivo Y20. Y20 này thì máy đẹp 99 nha. Con này bên mình sẽ bán với giá là 2 triệu 850 ngàn nha. Vivo Y20. Samsung Oppo chứ, Oppo A5 2020 nha. RAM 3, bộ nhớ trong là 32 GB. Bộ nhớ trong là 64 GB nha, RAM 3 bộ nhớ trong 64 GB. Con này thì nói chung là mặt lưng nó trầy do sợi ốp nha mọi người. Bên mình bán cái này với giá là 2 triệu 650 ngàn nha. Và mình có một cây này chạy nhẹ hơn, bên mình sẽ bán với giá là 2 triệu 7 nha mọi người. Máy thì nguyên zin luôn. Con này là chạy con chip Snapdragon là 665 nha, màn hình là 6.5, RAM 3, bộ nhớ trong là 64 GB. Pin con này dung lượng 5.000 nha. Giá một con là 265 và một con là 2 triệu 7 nha mọi người. Con này là con Huawei Y6P nha. Y6P này thì bên mình bán với giá là 1 triệu 850 ngàn. VinMark Lite, RAM 6, bộ nhớ trong là 64 nha. Chip 675, màn hình AMOLED. Con này bên mình sẽ bán với mức giá là 2 triệu 650 ngàn nha. Cái này là cây Nokia 6.1 nha. Con này đã thay nắp lưng nha, mình báo rõ tình trạng đã thay nắp lưng. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 1 triệu rưỡi nha. Nokia 6.1, con này RAM 4 bộ nhớ 6.1 lớp, RAM 4 bộ nhớ trong 64, chạy con chip Snapdragon là 636 nha. LG V50 Thin Q. Con này thì máy tình trạng còn đẹp keng 99 nha. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 5 triệu 450 ngàn. LG V50 Thin Q. Cái này là cái Oppo Fin X2 nha. Fin X2. Con này thì nói chung là viền nó trầy nhăm nhăm. Máy con này thì tầm 97% nha, ngoại hình tập 97% thôi. Con này thì bên mình sẽ bán với mức giá là 11 triệu 250 ngàn nha. RAM là 12 GB. Con này chạy con chip Snapdragon là 865 nha. Samsung Galaxy S10e. Con này thì hàng chính hãng, máy còn đẹp keng. Bên mình bán cái này với giá là 6 triệu nha mọi người. Vivo S1. S1 này thì trầy mặt lưng và trầy kính trước luôn. Con này thì màn hình AMOLED nha, vân tay trong màn hình luôn. Màn hình là 6.3, RAM 6 bộ nhớ trong 128. Bên mình bán cái này với mức giá là 2 triệu 450 ngàn nha. Galaxy S10, con này bản Mỹ nha, máy thì tình trạng đẹp 99% luôn. Con này bên mình sẽ bán với mức giá là 6 triệu 550 ngàn. Và mình có một cây hàng chính hãng luôn, cũng đẹp 99 luôn nha. Máy nguyên zin hết mà đẹp keng nha mọi người. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 6 triệu 750 ngàn nha. iPhone XS Max.
Con này là 64 GB nha, sách tay Mỹ. Pin còn 92%, máy thì đẹp ken 99% nha mọi người. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 12 triệu 350 ngàn nha. Con này là con iPhone 11, còn một cây duy nhất nha. iPhone 11 này thì pin nó còn 85%, máy thì đẹp 97% nha, 97 98 97 98%. Con này thì bên mình sẽ bán với mức giá là 12 triệu 650 ngàn nha. 12 triệu 650 ngàn iPhone 11. Con này là con iPhone XR 64 GB, máy đẹp 99 nha. Con iPhone 11 nãy là 64 GB luôn nha mọi người. Con này đẹp 99 luôn. Con này bên mình sẽ bán với mức giá là 8 triệu 850 ngàn nha. Và mình có một con iPhone XR bản 128 GB. Con này thì bên mình bán với giá là 9 triệu 350 ngàn. Samsung Galaxy Note 10 cộng nha, hàng chính hãng đã hết bảo hành, máy đẹp ken 99%. Con này bên mình sẽ bán với giá là 11 triệu 250 ngàn nha. Và mình có một cây màu xanh trầy nhẹ thôi. Cây này thì bên mình sẽ bán còn bảo hành dài luôn nha. Bên mình bán với giá là 11 năm, bảo hành chính hãng tới tháng 6 2021. Và con này thì còn bảo hành tới cuối tháng 1 nha. Máy đẹp 99. Con này bên mình sẽ bán với giá là 11 triệu 450 ngàn nha. Và mình có một cây bản Mỹ nha mọi người. Bản Mỹ này chạy chip Snapdragon. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 10 triệu 450 ngàn. Galaxy Note 10 cộng nha. Mức giá cực kỳ ok. Con này là con Galaxy S20. S20 hàng chính hãng, bảo hành tới tháng 3 2021 nha. Con này bên mình sẽ bán với mức giá là 9 triệu 550 ngàn. Samsung Galaxy Note 9 bản hàng nha, máy đẹp ken 99%. Con này bên mình bán với giá là 5 triệu 950 ngàn nha. Màn hình rất là đẹp luôn. Xiaomi Note 9 Pro, con này Note 9 Pro nha. Con này là bản 128 GB và mình có một cây 64 GB nữa nha. 128 GB thì bên mình sẽ bán với mức giá là 4 triệu 550 ngàn, và bản 64 GB thì bên mình bán với giá là 4 triệu 250 ngàn nha. Con Note 9 Pro này á thì camera nó là 64 chấm và chạy con chip Snapdragon là 720G nha. Và RAM nó 6 GB, bộ nhớ trong 64 hoặc 128 tùy theo anh em chọn giá tiền nha. Còn con này là con Redmi Note 9, camera là 48 chấm. Con này thì RAM 4, bộ nhớ trong 128, máy đẹp ken 98%. Con này bên mình bán với giá là 3 triệu 350 ngàn. Xiaomi Redmi Note 9S nha. Con Note 9S này thì RAM 6, bộ nhớ trong 128, máy đẹp 99 nha. Note 9S thì bên mình sẽ bán với mức giá là 3 triệu 950 ngàn. Xiaomi K20 Pro nha. Mấy con K20 Pro này cực kỳ hiếm luôn. RAM 6 bộ nhớ trong 64, đã up ROM quốc tế thành 19T Pro nha. Con này chạy con chip Snapdragon là 855 và màn hình là màn hình AMOLED 6.39 inch nha. Ba camera sau. Camera này hình như mình nhớ không lầm là 64 chấm nha. Camera trước trượt lên. Con này là camera chụp hình cực kỳ đẹp và pin trâu nha. Pin con này rất là khỏe luôn. Và chạy con chip Snapdragon 855. Con này bên mình bán với giá là 5 triệu 250 ngàn nha. Samsung M30S nha. M30S con này pin cực kỳ khỏe luôn. Màn hình AMOLED cực kỳ đẹp. Con này bên mình bán với giá là 3 triệu 450 ngàn. Samsung M30S nha. Pin rất là khỏe luôn. Camera là 64 me. Samsung Galaxy A71 nha. Thì mình có này, rất là nhiều 2 4 6 8 cây A71 nha mọi người. Máy còn đẹp ken 99% luôn nha. Con này thì màn hình là 6.8, RAM là 8 nha. Bộ nhớ trong là 128 GB. Bảo hành chính hãng rất là dài luôn nha. Những cái này bên mình sẽ bán con A71 này với mức giá là 5 triệu 850 ngàn nha. Mình bán đồng giá hết 5850. Con này là con Xiaomi Redmi Note 8 Pro nha, bản RAM 6 bộ nhớ trong 128, máy đẹp ken.
Con này thì bên mình sẽ bán với mức giá là 3 triệu 650 ngàn nha. 3 triệu 650 ngàn thôi. Redmi Note 8 Pro, hàng chính hãng nha, vẫn còn bảo hành rất là dài luôn. Con này là con VinMax Star 3 nha. Con này thì máy hơi trầy trầy. Bên mình bán cái này với giá là 1 triệu 250 ngàn nha. Con này là con Redmi 5i. Hôm nay thì mấy dòng Redmi này mình hết hàng luôn nha. Con này chạy con chip Snapdragon 665, RAM nó là 4 GB, bộ nhớ trong là 64 GB nha, chạy chip 665, màn hình là 6.5, pin 5000. Con này bên mình bán với giá là 2 triệu 450 ngàn nha, Redmi 5i. Đây là Oppo Reno 4 Pro nha, máy đẹp gen 99%. Bên mình bán Reno 4 Pro với giá là 7 triệu 350 ngàn nha. iPhone XS Max, máy đẹp 99 luôn. Con này pin còn 96%, quốc tế, nguyên zin nha. Con này thì bên mình sẽ bán với mức giá là 12 triệu 750 ngàn. Và mình có một cây màu đen luôn. Cây màu đen này thì hơi chạy chạy viền nha. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 11 triệu 750 ngàn nha. Galaxy S20 cộng, máy đẹp 99 nha. S20 cộng này thì bên mình sẽ bán với giá là 11 triệu nha mọi người. S20 cộng nha, hàng chính hãng Samsung Việt Nam và vẫn còn bảo hành tới tháng 3 2021 nha. Galaxy Note 10. Note 10 thì bên mình sẽ bán với mức giá là 8 triệu 850 ngàn nha. Máy đẹp 99, đã hết bảo hành. Vivo V20, máy đẹp 99 luôn, đẹp keng nha. Con này thì hàng chính hãng bảo hành rất là dài, RAM 8 bao nhiêu trong 128 nha, màn hình rất là đẹp luôn, màn hình AMOLED cực kỳ nét nha. Con này thì bên mình bán với giá là 5 triệu 650 ngàn nha. Con này là Redmi 7 nha mọi người, Redmi 7 RAM 8, máy đẹp 99% nha. Con Redmi 7 này thì bên mình bán với giá là 4 triệu 650 ngàn nha. Vinsmart Aris Pro, máy đẹp 99, RAM 8, bộ nhớ trong là 128 GB. Con này chạy chip Snapdragon là 730 nha. Camera chính là 64 MP, máy đẹp keng. Camera trước nằm dưới màn hình luôn, nhìn không thấy camera đâu luôn nha mọi người. Con này thì bên mình bán với giá là 6 triệu. Cái này là cây Redmi X2. Con này chạy con chip Snapdragon là 730 luôn, RAM 6 bộ nhớ trong 64. Con này là một con máy mà cấu hình khỏe nha, anh em muốn chơi game thì xúc con này nha. Con này là RAM 6 bộ nhớ trong 64. Máy đẹp keng 99% nha, màn hình AMOLED vân tay trong màn hình. Con này bên mình sẽ bán với giá là 3 triệu 8 nha mọi người, Redmi X2 nha, 3 triệu 8. Xiaomi Mi Note 10 nha. Con Mi Note 10 này camera 108 MP luôn, 5 camera sau. Màn hình nó là 6.5 inch, cỡ 6.5 inch nha mọi người. Màn hình này là màn hình AMOLED. RAM là 6 bộ nhớ trong 128, camera 108 chấm. Con này chạy chip Snapdragon gần 730 nha. Bên mình bán cái này với giá là 6 triệu 850 ngàn. Cái này là cây Xiaomi Note 10 Lite. Camera thì 64 MP. Máy này đẹp 99 luôn, RAM 8 bao nhiêu trong 128 nha. Note 10 Lite thì bên mình sẽ bán với mức giá là 5 triệu 950 ngàn nha. Vivo V19, máy đẹp 99 nha. Con này chạy con chip Snapdragon là 712, RAM 8 bao nhiêu trong 128, máy đẹp keng luôn, màu bạc này đẹp như mới luôn nha mọi người. Con này bên mình bán với giá là 4750, màu đen bên mình bán với giá là 4650 nha. Redmi 7 Pro, máy đẹp keng 99 nha, RAM 8 bao nhiêu trong 128. Con này bên mình bán với giá là 5 triệu 750 ngàn. Redmi 7 Pro. Cái này là Redmi 7i nha. 7i này thì cũng RAM 8 bao nhiêu trong 128, máy đẹp 99 luôn. Redmi 7i này thì bên mình sẽ bán với mức giá là 3 triệu 950 ngàn nha. Con này 4 camera, camera là 64 MP luôn. Oppo A93 nha, máy đẹp 99%. Con này giống hệt Reno 4 nha mọi người. Con này thì bên mình sẽ bán với mức giá là 5 triệu. Và mình còn một cây cuối cùng, cây Reno 4 cuối cùng nha. Bên mình bán cái này với giá là 5 triệu 250 ngàn nha mọi người. Máy đẹp keng 99%, Reno 4. Cái lưng nó nhám nhám. Cây này là cây Mobita X nha, Mobita X.
Con này thì viền cũng hơi trầy trầy nha, RAM con này chắc được 4 GB, cầm rất là nặng tay luôn nha mọi người. Máy thì rất là đẹp luôn, pin trâu bò. Con này bên mình bán với giá là 1.550.000 thôi, Redmi X nha. Mobita X nha mọi người, Mobita X bên mình bán với giá là 1.550.000 nha. Con này là Oppo K3, máy đẹp 97% nha, nói chung là nó cũng trầy theo năm tháng nha mọi người. Đây, viền rồi nó cũng trầy nhăm nhăm. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 3.250.000 nha, Oppo K3. RAM 6 vừa như 64 nha, K3 là chạy con chip Snapdragon là 710. Rồi hôm nay mình có một số máy full box thì mình sẽ giới thiệu tất cả mọi người luôn nha. Đầu tiên mình giới thiệu con này là con Vivo V20, máy thì đẹp 99% nha. Con này màu tím. Bên mình bán cái này với giá là 5.950.000 nha, Vivo V20. 5.950.000. Pocophone M3 nha, con này RAM 6 GB, con này thì RAM 4 và nhớ 64. Pin con này thì 6.000 nha, máy con này máy mới luôn, chưa xài luôn nha mọi người. Đây. Máy mới luôn nha, chưa có xài tới luôn. Màn hình là 6.53 inch, độ phân giải Full HD, RAM 4 và nhớ 64, chạy con chip Snapdragon là 662 nha. Phụ kiện ra đây, phụ kiện rồi còn nguyên hết nha. Máy mua ra mình chỉ khui siêu ra nha, chứ còn con này chưa thử sử dụng nha mọi người. Pin nó tới 6.000, pin cực kỳ trâu bò luôn. Anh em nào muốn pin trâu thì mua con này nha. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 3 triệu nha, Pocophone M3. Con này thì mới ra thôi. Mình chỉ vừa khui siêu ra nha. Hàng chính hãng đi đi quật, bảo hành thì còn tới 18 tháng nữa nha. Con này là con Vivo V20 SE nha. Có SE này cũng là máy mới luôn, chỉ khui ra thôi chứ cũng chưa xài luôn nha. Phụ kiện rồi là còn nguyên hết luôn, cũng chưa có động chạm gì tới luôn nha. Chưa xài luôn. V20 SE, máy thì máy mới 100% nha. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 5 triệu nha mọi người. V20 SE, máy new 100%, chưa có sử dụng tới nha. RAM là 8 và nhớ trong 128. Mình chỉ khui siêu ra để mình xem có máy bên trong hay không thôi nha mọi người. Con này bên mình bán với giá 5 triệu, rẻ hơn được 2 triệu so với mấy máy hãng bán nha. Con này là con Redmi X7, con này chạy con chip Megatech nha, con chip siêu mạnh luôn. Cục sạc nó là sau cục sạc này, cục sạc cực kỳ nhanh luôn nha mọi người. Sạc này là 65W luôn, máy thì đẹp như mới luôn. Redmi X7 5G nha. Máy đẹp keng, full box đầy đủ phụ kiện. Bên mình bán cái này với giá là 5 triệu 650 ngàn nha. Anh em nào muốn mê game thì mua mấy con này. Màn hình là màn hình AMOLED cực kỳ đẹp luôn. Máy full box đầy đủ phụ kiện zin thoải mái nha. Redmi X7 5G 5 triệu 650 ngàn nha mọi người. Tiếp theo cái này full box luôn, Redmi 6, Redmi 6 nha. Con này là màn hình 90Hz nha, máy thì đẹp như mới luôn nha mọi người, full box đầy đủ phụ kiện luôn nè. Redmi 6 cây này thì bên mình bán với giá là 3 triệu 550 ngàn nha. RAM 4 và nhớ trong 128, con này chạy con chip G90T nha. 3 triệu 550 ngàn, Redmi 6 nha mọi người. Tiếp theo là một em hàng hot nha. Con này là con Redmi K30 Ultra nha. Máy thì full box. Con này cũng như máy mới thôi. Con này là của mình mua của một ông anh. Ông anh mình ổng làm review máy nè, nên là ổng không có xài, con này chỉ mua về để review rồi bỏ vô hộp lại thôi nha mọi người. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 6 triệu 950 ngàn. Con này K30 Ultra thì con nó này thì chưa có tiếng Việt nha. RAM 6 GB, của nhớ trong là 128 GB nha, K30 Ultra. Con này bên mình bán với giá là 6 triệu 950 ngàn nha mọi người. Máy new. Máy con này cũng đâu có xài tới đâu.
Tiếp theo cái này là cái Redmi K30 Pro 5G nha. Hôm nay thì mình đi săn rất là nhiều hàng hot cho mọi người luôn. Những con máy mà cấu hình cực kỳ khủng cho anh em chiến game. Máy full box, ngoại hình đẹp 99% nha. Con này nó còn dán keo nên mình không có lột ra nha mọi người. Máy còn rất là đẹp luôn, máy full box đầy đủ phụ kiện zin nha. RAM 6 bao nhiêu trăm 128. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 7 triệu 650 ngàn nha. Redmi K30 Pro 5G nha. Máy full box. Con này là con VinMax Active 3 màu đen, máy đẹp 98-99% nha, RAM 6 bao nhiêu 164. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 2 triệu 650 ngàn. Và mình có một cây màu xanh, cây này thì hơi trầy trầy nha. Cây này thì bên mình sẽ bán với giá là 2 triệu 550 ngàn nha, cũng RAM 6 bao nhiêu 164 luôn. Con này là con BlackShark 3 Pro nha. RAM là 8 bộ nhớ trong 256, màn hình là 7.1 inch nha. Máy thì đẹp 98%. Chạy con chip Snapdragon là 865 nha mọi người. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 12 triệu nha. 12 triệu. Vsmart Lite nha. Con này thì RAM 6 bộ nhớ trong là 64, máy đẹp 99 nha. Con này màn hình là màn hình AMOLED 6.2 inch. Bên mình bán cái này với giá là 2 triệu 7 nha mọi người. VinMax Lite. Con này nói chung là một con máy cấu hình cực kỳ khủng cho anh em là chơi game nha. Mà giá thì cực kỳ rẻ luôn. Con này con Redmi 7 Pro nha mọi người. Redmi 7 Pro, máy cũng full box luôn. Đẹp 99 nha mọi người. Toàn là máy 99 thôi. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 5 triệu 950 ngàn. Redmi 7 Pro nha. 5 triệu 950 ngàn. Máy full box. Rồi mình có một cây Redmi X2 nha, máy đẹp 99% luôn, máy full box đầy đủ phụ kiện nha. RAM 6 của như trong 64. Con này thì bên mình sẽ bán với mức giá là 3 triệu 950 ngàn nha. Redmi X2 này là cấu hình rất là mạnh nha mọi người. Chạy con chip Snapdragon là 730 nha. Màn hình AMOLED, vân tay trong màn hình, màu sắc cực kỳ đẹp luôn. Xiaomi Mi Note 10 Lite. Con Mi Note 10 Lite này thì RAM là 6 bộ nhớ trong 64, máy đẹp 99. Bên mình bán con Mi Note 10 Lite này với mức giá là 5 triệu 850 ngàn nha. Và con này là Mi Note 10 Lite luôn, RAM 8 bộ nhớ trong 128, máy full box nha. Bên mình sẽ bán cái này với giá là 6 triệu 150 ngàn. Rồi. Hôm nay thì mình chỉ gom được bấy nhiêu điện thoại thôi. Anh em nào có nhu cầu thì muốn đổi điện thoại hay mua bán giao lưu thì cứ liên hệ với bên mình nha mọi người. Anh em coi video nhớ cho mình một like, share, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi những clip của mình à. Nhớ bấm đăng ký kênh, bấm like, ủng hộ kênh của mình nha mọi người.